Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn dẫn các bạn dựng một cái MV ca nhạc bằng nhạc Fantasia Live. Còn đây là cái bản cũ, nhưng mà có một số tính năng rất là hay và nó rất là dễ sử dụng. Và trước tiên để dựng một cái MV nhạc thì chúng ta cần phải có cái file âm thanh có giọng hát của ca sĩ. Bây giờ chúng ta cái file âm thanh có giọng hát ca sĩ, chúng ta dựng ghép những tấm hình vào thành một cái video ca nhạc. Chúng ta chưa có quay phim nên chúng ta dựng hình ảnh. Bài giới thiệu đến các bạn một bài mới, Xu Nhớ Miền Trung, là hát về cho mình sáng tác ở đúng bản quyền. Và chúng ta có phải nhạc rồi đấy, để chúng ta dùng một số tâm hình là để Xu Nhớ Miền Trung. Xuân thì chúng ta cần tìm những hình hoa mang tạo cái hình hình hoa mai trước thì còn có cả những số hình hoa mai để đặt bốn tắc trong bốn tắc là ok. Chúng ta có hình của ca sĩ, hình của người hát. Đây có một số hình ba lại đi quê bạn gái một tạo quyền phù hợp được là ra để kéo cái bài nhạc xuống như này được. Nghe từ đúng nhạc. Ok, được rồi. Giờ chúng ta kéo cái hình. Chúng ta kéo hình thì cái khung hình này thì nó chưa có đúng của cái khung hình đen. Chúng ta bấm vào để chúng ta chọn. Nhưng mà chúng ta ok nó cả đã. Nó đang ở cái tỷ lệ này, chúng ta ok nó cả đã. Nó xuống như này. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ chọn lại một khung hình cho nó chuẩn của YouTube. YouTube là 1280 và 70 này. Ok. Thì là 16:9. Ok. Đó. Ok đó thì cái hình này nó sẽ không có được, không có đủ. Thì kéo cái full nó ra. Nó phải dễ. Đơn giản hơn nè. Ok. Cái này là được. Ta chọn cái tấm hình này. Tấm này đi. Đây cũng vậy. Nó vừa kia. Chúng ta phải kéo lại. Lát nữa chúng ta muốn diễn như thế nào thì mình kiểm lại. Thì chúng ta khôn lại. Ok. Chúng ta kéo cái hình người xuống, nhẹ xuống. Thì nó như thế này. Và ý của mình chính là cái tỷ lệ chúng ta cho nó nhỏ
nó bung ra khuôn màn hình. À, như vậy thì chúng ta phải kéo khuôn màn hình trước, lát nữa nó mới chạy tự động chạy ra. Chiều ngang là được rồi, chiều dài được một chữ. Đó, ok. Ok rồi. Bây giờ chúng ta muốn nó xuất hiện từ trong nhỏ, từ nhỏ nó hiện ra khuôn màn hình thì chúng ta phải chỉnh, nhất là chỉnh cái thanh trượt này nó đứng ở đầu của mình, hay chúng ta chọn cái tấm hình này màu xanh. Và tiếp theo chúng ta bấm vào mau, chúng ta chọn Visual Property, rồi nó sẽ xuất hiện Add Animation. Chúng ta bấm vào thì ở đây nó xuất hiện một cái vòng bản quyền, chúng ta cầm cái này chúng ta kéo cái một tên này dài thì nó sẽ chạy cái hình này, nó tốc độ nó chậm, mà ngắn thì tốc độ nó nhanh. Xong rồi chúng ta muốn chỉnh cho nó dễ, chúng ta bấm vào tỷ lệ 25% này. Đấy, chúng ta dừng nhỏ lại, nhỏ hết có mức có thể để nó xuất hiện, bấm nó ra đi nhỏ nhất có thể. Giờ ý của mình là muốn từ đó nhìn hôm mai này để xuất hiện ra nó ảo ảo vậy, nó mới không hay. Thì chúng ta play thử nha. Giờ chúng ta tới đây rồi, tới đây tự nhiên đột ngột biến mất thì nó sẽ không có đẹp, ta phải chọn vào cái hiệu ứng được, kéo chọn là những cái nó xuất hiện được đây, bấm vào thì nó sẽ có cái hiệu ứng mờ được tay. Ok, trước khi xuất hiện thì nó cũng phải mờ, nó xuất hiện ra thì nó mới hay. Chúng ta phải kéo kiểu xuống đây, diễn là play tìm thử nhé. Chỗ này nó hơi sớm, rồi cái lùi xí, cái lùi chúng ta cầm cái này, cái lùi lại, đó. Nó vừa full màn hình, cục đòn này tới đây là full màn hình, mà nó full màn hình rồi nó biến mất nó mới hợp lý rồi. Bây giờ chúng ta chọn một cái hình khác nữa. À, hình này hình trước là từ trong ra, giờ hình này là từ ngoài ra, không phải chúng ta phải làm ngược lại, là mình cho nó nhỏ trước, phun ra nó sẽ từ ngoài ra. Cho vào cánh hoa mai cánh này đi,
Cảm nhất có thể. À, xin lỗi, xin lỗi. À, rồi kéo xong rồi chúng ta kéo cái thanh trường này đứng ở đầu, chọn cái hình này, chúng ta chọn và bên xuống rồi bên đi, rồi chọn add animation, rồi nó sẽ có hình nó nguyện này, chúng ta kéo rồi. Xong rồi chúng ta kéo cái này, kéo tấm hình này mình muốn nó ở mức độ nào thì mình đấy à, để chúng ta play thử này. Quê hương miền Trung lâu rồi, bao lời ước hẹn theo tháng năm trôi. Ok, và nó vào hoa mai thì mà nó còn đây thì chúng ta phải cho nó mờ lại, là phải bấm vào dưỡng này, phải cái đầu này cho nó mờ khi mà nó xuất hiện. Làm lại thử nha. Xa cách quê hương miền Trung lâu rồi, bao lời ước hẹn theo tháng năm đời tôi như cánh chim trời. Ok, và như vậy là chúng ta đã xử lý được những cái hình ảnh nó chuyển động, là tạo cho nó sinh động, là chúng ta để cái hình nó nằm im một chỗ, và ở đầu này chúng ta phải có một cái hiệu ứng hình ảnh sử dụng điện từ. Để tạo cho nó được một MV hoàn chỉnh thì còn một số bước nữa. Như hình ảnh về chúng ta cho hoa mai đi. Hoa mai. Cũng buông ra thì cùng nhau đây cái hình này đấy, hình này kéo nó cùng ra
ý của chúng ta là muốn từ trong cái bung ra, để bung ra có ý nghĩa là sẽ chúng ta phải kéo nó bung ra trước, cái giữa này là mình làm được lại rồi, và sau đó chúng ta kéo ra từ đầu, và chúng ta chọn vào cái xương rồi đầu tiên. Hình bất tịch là sau hình ứng chúng ta kéo. Xong là kéo cái này vào, kéo cái này được vào nhỏ nhất có thể, chắc cũng có lẽ là bây giờ mình đừng để trong hoa mai ra được, mình để ở đây mai ra nó hay. Hoa mai ra nó trùng lập với những hình trước thì nó hay lắm. Mình cho nó mờ, mờ rồi đã xuất hiện. Đấy. Mày cũng vậy. À, mình lấy tới nha. Đời tôi như cánh chim trời, đường mây phiêu lãng quê người, bước xây đời hoa dâng ngập lối. Thương nhớ quê hương mùa xuân vui đầy. Hai xin lỗi, kéo cái hình dưới này cho nó dài ra chứ không nó sẽ mất nơi. Tôi như cánh chim trời, đường mây phiêu lãng quê người, bước xây đời hoa dâng ngập lối. Cái này nó chưa có phù hợp với cái lời bài hát thì chúng ta cần phải kéo cái này ra chút xíu. Thương nhớ quê hương mùa xuân thì nó sẽ vừa xuất hiện hoa mai này thì nó có ý nghĩa, chúng ta phải kéo cái này, kéo cái này tới trước cho nó xuất hiện chậm trước. Thì cũng vậy, lấy lại từ đầu xem sao. Hoa mai xuất hiện sớm quá. Bây giờ xem lại là
hương miền Trung lâu rồi. Bao lời ước hẹn theo tháng năm trôi. Đời tôi như cánh chim trời, đường mây phiêu lãng quê người, ước xây đời hoa dâng ngập. Mong một ngày mình sẽ xứng vầy. Ok, vậy là chúng ta hoàn thành được đoạn A và A phải của bài hát rồi. Một cái video này nó cũng khá dài rồi. Và nếu để hoàn chỉnh là một cái video thì còn một số bước nữa. Và mình xin tạm ngưng từ đây. Và hẹn video sau mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn còn một số bước nữa để hoàn chỉnh một cái video. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và thuận lợi làm được nhiều video để phát triển kênh YouTube. Và xin cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy ok thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau.